Phương Trinh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc Nhìn Phụ Nữ. Quý khán giả thân mến, đối với người làm cha làm mẹ nào cũng vậy, con trẻ luôn là món quà quý giá nhất. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ chúng ta mà nói, thì từ lúc con tự hình cho đến lúc con chào đời, mỗi một bước đi của con luôn đong đầy những tình cảm yêu thương chăm sóc và cả nỗi lo lắng của người làm mẹ. Kỳ này, chương trình Góc Nhìn Phụ Nữ với chủ đề làm mẹ, tiếp nối các chủ đề làm mẹ kỳ trước, chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho quý khán giả nhiều hơn nữa những thông tin kiến thức thật thiết thực, bổ ích mà cũng không kém phần thú vị để giúp đỡ cho những người làm mẹ có thể hoàn thiện hơn nữa sự mong muốn của mình, đó là chăm sóc và giúp đỡ con thơ phát triển một cách toàn vẹn nhất. Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Dạo quanh cuộc sống để điểm qua một số những thông tin đáng chú ý có liên quan đến phái đẹp. Sắm quần áo cho con trẻ là công việc không thể thiếu của chị em phụ nữ trong quá trình chăm sóc con cái. Ngoài các yếu tố về màu sắc, kiểu dáng, việc lựa chọn kích cỡ quần áo phù hợp với con trẻ cũng rất quan trọng. Bởi một chiếc áo quá rộng hoặc quá chật không chỉ ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ mà còn khiến trẻ cảm thấy không thoải mái trong các hoạt động. Khi đi mua sắm đồ cho con mình thì các chị em phụ nữ nên nắm rõ về chiều cao, cân nặng cũng như là số đo của các bé. Tại vì cũng dựa trên những cái số đo của trung tâm dinh dưỡng, chúng tôi đã đưa ra được những cái con số của các bé, ví dụ như là 9 tháng thì bé sẽ đạt được chiều cao là 70 và nặng từ 8 cho đến 9 kg. Dựa trên những con số này, các bậc phụ huynh sẽ dễ dàng lựa chọn cho các em mình những cái bộ trang phục phù hợp. Trường hợp dựa trên chiều cao, cân nặng của trẻ để tính kích cỡ quần áo, nhưng trẻ lại có số đo nằm giữa hai cỡ. Tốt nhất, chị em phụ nữ nên mua cỡ lớn hơn vì trẻ em đang ở lứa tuổi phát triển nên sẽ nhanh chóng mặc vừa trong thời gian ngắn. Nếu chiều cao và cân nặng của trẻ nằm trong khoảng giới hạn của kích cỡ, việc lựa chọn sẽ trở nên rất dễ dàng. Song, với trường hợp chiều cao của trẻ em nằm trong khoảng giới hạn của một cỡ, còn cân nặng lại nằm trong khoảng giới hạn của một cỡ khác, thì chị em phụ nữ nên chọn như sau. Trẻ có thân hình mập mạp nên chọn kích cỡ quần áo theo cân nặng. Trẻ có thân hình mảnh mai nên chọn kích cỡ theo chiều cao. Riêng với những trẻ có thân hình mập hơn so với mức quy định nên chọn kích cỡ theo cân nặng cộng với 1 đến 2 cỡ. Tại các cửa hàng thời trang trẻ mang thương hiệu Mặt Trời Hồng, các cỡ quần áo đều được tính theo quy chuẩn Việt Nam, phù hợp với thể trọng, chiều cao của các bé nên chị em phụ nữ có thể dễ dàng chọn lựa kích cỡ phù hợp với con trẻ. Nếu còn băn khoăn, chị em phụ nữ cũng sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn. Bên cạnh việc chọn kích cỡ quần áo phù hợp, chất liệu là vấn đề được chị em phụ nữ quan tâm hàng đầu khi mua sắm cho con trẻ. Ngoài chất liệu cotton thường thấy, chị em phụ nữ cũng có thể tham khảo một số trang phục được kết hợp giữa chất liệu cotton, thun cotton và vải phi, vải lưới của thời trang Mặt Trời Hồng. Đây cũng là một chất liệu mềm mại, phù hợp với làn da mỏng manh của trẻ. Hiện tại, các sản phẩm uy tín có thương hiệu như thời trang Mặt Trời Hồng, các thông số về kích cỡ, chất liệu đều được in rõ ràng trên sản phẩm. Chị em phụ nữ cần đọc kỹ những thông tin này để chọn đúng sản phẩm cần khi mua.